Dù là cá nhập khẩu hay cá Việt Nam, để được một đàn cá đẹp, khỏe mạnh và thuần như video quý vị đang xem thực tế đây, thì người thợ thi công phải đòi hỏi rất nhiều các yếu tố kinh nghiệm, kiến thức để có thể làm nên một hồ coi tiêu chuẩn với một trữ lượng nước vừa phải cũng như hệ thống xử lý nước tiêu chuẩn mới có thể cho ra một chất lượng nước tiêu chuẩn cho đàn cá phát triển một cách khỏe mạnh, bóng đẹp và thuần như video quý vị đang xem. Nghệ thuật tư vấn thiết kế, thi công, chế tác, hòn non bộ, thi công hồ cá koi, Công Tiến xin kính chào quý vị trên toàn đất nước. Hôm nay Công Tiến xin ghi lại video này làm thông điệp để gửi tới quý vị trên toàn đất nước. Các anh chị trong thời gian tới có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công cảnh quan sân vườn, hòn non bộ, đặc biệt là hồ cá koi, xin liên hệ cho chuyên gia phong thủy Công Tiến theo số điện thoại ghi trên màn hình để Công Tiến có duyên được chia sẻ tư vấn thiết kế và thi công cho quý vị. Vâng, trong thời gian qua thì rất nhiều khách hàng hỏi Công Tiến rằng làm thế nào để có một tiểu cảnh sân vườn hồ cá koi đẹp tiêu chuẩn trong không gian sống. Thì kính thưa quý vị, Công Tiến xin tư vấn cho quý vị sơ lược như sau. Để có một tác phẩm tiểu cảnh non bộ hồ koi đẹp trong không gian sống thì điều đầu tiên quý vị phải có một diện tích đất dư cụ thể nhất định. Và điều thứ hai là phải có tài chính nữa thì mới có thể làm lên được một tác phẩm nghệ thuật hồ koi theo như nguyện vọng mong muốn. Vâng, và tùy theo diện tích không gian thực tế của quý vị thì điều đầu tiên chúng tôi sẽ phải đến khảo sát không gian cũng như tính được mực nước tiêu chuẩn so với thời tiết khí hậu của từng khu vực địa phương cũng như là hiện trạng diện tích thực tế sao cho phù hợp với không gian sống. Và phần thứ hai là phần hòn non bộ cũng không thể thiếu được trong tiểu cảnh. Vâng, hòn non bộ cũng phải được nghiên cứu tính toán, sắp đặt đúng vị trí, đúng phương vị và đặc biệt phải hợp với tuổi mệnh cung phi của mỗi gia chủ. Và hệ thống xử lý lọc nước cũng phải được thiết kế một cách đồng bộ hóa cũng như vật liệu đưa vào phải đạt được tất cả các điều kiện tiêu chuẩn và yếu tố để có thể nuôi cá koi dù là cá Việt hay cá nhập khẩu. Vâng, trong tiểu cảnh thì còn rất nhiều những hạng mục như thác nước hay đập tràn hồ sen vân vân và đặc biệt là đồi tùng thảo nguyên cũng có thể được bố trí nếu như diện tích không gian của quý vị còn dư rộng. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy thực tế đây là một thác tràn, một tiểu cảnh mini nằm trên thượng nguồn của một tiểu cảnh với diện tích lên tới gần 1.000 mét vuông. Vâng, với không gian lên tới hàng vài nghìn mét vuông thì phần hồ koi cũng đã được Công Tiến bố trí với diện tích lên tới 600 mét vuông. Đây là một trong những không gian thực sự rất rộng, phong quang của một ngôi đền nằm tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Và sau 3 tháng đi vào sử dụng thực tế thì quý vị có thể nhìn thấy tất cả những gì giá trị nghệ thuật nhất cũng đã được hiện hữu lên trên tác phẩm nghệ thuật bằng một môi trường nước trong đủ các tiêu chuẩn, các yếu tố để có thể nuôi cá koi một cách chuyên nghiệp nhất. Và Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công trên toàn đất nước Việt Nam. Và phía tiếp theo của không gian cảnh quan này là hệ thống đồi tùng thảo nguyên với diện tích lên tới vài nghìn mét vuông thì chúng ta có thể hoàn toàn thoải mái bố trí hệ thống đồi tùng thảo nguyên bonsai kết hợp trong tiểu cảnh để tạo lên cho khuôn viên chúng ta một màu xanh sinh thái, sinh khí. Vâng, để có một tiểu cảnh đẹp như video quý vị đang xem phải đòi hỏi rất nhiều các quy trình từ khâu khảo sát
nghiên cứu tính toán lên ý tưởng và ra được market cũng như kết cấu để đi đến khâu thực hành. Vâng, những cây tùng La Hán, vâng, tùng Việt Nam cũng đã được bố trí trên đồi. Hệ thống cỏ kim lụa cũng đã được phủ kín đồi tùng, tạo lên một màu xanh rất là miên man. Vâng, các con vật thú chơi đồi tùng cũng đã được bố trí rất nhiều, tạo lên cho chúng ta một không gian rất là tự nhiên, sinh thái dí dỏm. Vâng, những cây tùng La Hán nghệ thuật với rất nhiều những dáng điệu, cảnh tích khác nhau cũng đã được bố trí lên. Vâng, đây quả thật là một không gian thực sự là rất rộng để anh em có thể bố trí được rất nhiều các hạng mục. Vâng, đồi tùng La Hán có số lượng lên tới hàng trăm cây và mỗi một cây có một điệu thế dáng tích khác nhau. Vâng, những thú chơi non bộ, thú chơi thảo nguyên cũng đã được anh em thiết kế đắp bằng chất liệu xi măng và đưa lên đúng vị trí để tạo cho không gian chúng ta đúng là một cảnh quan thiên tạo. Hàng năm Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công và cho ra rất rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật và thi công trên toàn đất nước Việt Nam. Và tùy theo diện tích không gian thực tế của quý vị cũng như tuổi của mỗi gia chủ, đến với nghệ thuật chế tác cảnh quan đá cảnh non bộ và hồ cá koi Phạm Công Tiến, chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy một sự am hiểu chuyên sâu về phong thủy ứng dụng, và chắc chắn rằng từ lý thuyết đến thực hành sẽ làm lên cho quý vị những tác phẩm thực sự ưng ý. Và không quan trọng khách hàng ở đâu, trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam, dù xa hay gần, làm lớn hay nhỏ, việc có duyên được gặp, tư vấn và giao lưu với quý vị sẽ luôn là nguồn động viên, động lực cho Công Tiến nói riêng cũng như toàn anh em trong đội. Và hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều duyên hơn với quý vị. Và những thú chơi sân vườn, thú chơi cảnh quan, những con vật được anh em trong đội thiết kế thi công tạo dựng lên rất phong phú và rất có hồn. Vâng, mọi chi tiết xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại ghim trên màn hình để Công Tiến cơ có sở duyên chế tác đá được tư cảnh, vấn cho quý tư vị vấn chi thiết tiết kế hơn. Và thi công hồ cá koi Công Tiến xin kính chào quý vị trên toàn đất nước. Vâng, hôm nay những ngày cuối cùng của năm 2023, Công Tiến xin ghi lại tác phẩm mà anh em trong đội thi công vừa hoàn tất được 3 tháng và đến bây giờ thì chính thức đã đi vào sử dụng và vận hành. Trong thời gian qua thì rất nhiều khách hàng hỏi Công Tiến rằng làm thế nào để có một hồ koi tiêu chuẩn cho không gian sân vườn. Thì hôm nay Công Tiến sẽ đi vào chi tiết để quý vị có thể hình dung được rằng để có một tiểu cảnh, một hồ cá koi và một tác phẩm non bộ phù hợp với hiện trạng không gian cũng như tuổi mệnh và mức đầu tư tài chính của quý vị. Vâng, để có một hồ koi đẹp thì sẽ phải có hai điều kiện bắt buộc như sau. Và điều đầu tiên thì quý khách hàng phải có diện tích không gian